Xin chào các bạn, Trung Quốc nổi danh thế giới với hàng trăm môn võ cùng những đại cao thủ xuất thần nhập hóa. Theo những gì mà họ vẫn viết ở trong các tài liệu và trong phim ảnh của họ. Và đây là top 5 đại cao thủ võ lâm có thể nói là nổi tiếng và được kính nể nhất ở trong lịch sử Trung Quốc. Chúng ta sẽ cùng đếm ngược thời gian. Đầu tiên là vị trí số 5 với Hoắc Nguyên Giáp. Hoắc Nguyên Giáp sinh năm 1868 và mất năm 1910, tự là Tuấn Khanh. Nguyên quán ở An Lạc Đồn, Đông Quang, tỉnh Hà Bắc, nay thuộc Thương Châu và là một người Hán. Hoắc Nguyên Giáp nổi tiếng với võ nghệ cao cường và lòng yêu nước thương nòi. Năm 1901, Hoắc Nguyên Giáp đã ra khiêu chiến với một võ sĩ người Nga sau khi võ sĩ này coi thường võ thuật Trung Hoa, đăng biển rêu rao không có địch thủ và lăng mạ người Trung Quốc là Đông Á bệnh phu. Cụ thể ở thời điểm đó là một người Nga đến Thiên Tân biểu diễn võ nghệ tại vườn hoa. Anh ta đăng quảng cáo trên báo, tự phong mình là đại lực sĩ hàng đầu thế giới, không có địch thủ ở Trung Quốc. Hoắc Nguyên Giáp sau khi nhìn thấy quảng cáo, lại nghe nói người Nga này vẫn công khai ăn nói bừa bãi, lăng mạ người Trung Quốc nên đã rất phẫn nộ, bèn đến vườn hoa. Nhìn thấy đại lực sĩ người Nga đang đứng trên võ đài tự tâng bốc mình là đại lực sĩ hàng đầu thế giới. Quốc gia yếu nhược, nếu có người có khả năng thì hãy lên võ đài mà tỉ thí. Hoắc Nguyên Giáp không thể khoanh tay đứng nhìn, gạt phăng những lời can gián của mọi người. Ông nhảy lên võ đài, đứng hiên ngang và thẳng thắn nói, ta là kẻ bệnh phu Đông Á Hoắc Nguyên Giáp đây, xin được giao đấu với ngài trên võ đài. Thông qua người phiên dịch thì võ sĩ người Nga nghe được danh tiếng lẫy lừng của Hoắc Nguyên Giáp nên từ chối tỉ thí, chấp nhận đính chính, xin lỗi trên các mặt báo. Năm 1910, Hội Judo Nhật mang 10 đại cao thủ sang tỉ thí với Hoắc Nguyên Giáp tại Trung Quốc Tinh Hoa Võ Thể Thao Hội. Hoắc Nguyên Giáp anh dũng vô song, đánh bại hết các cao thủ xứ Phù Tang. Sau trận đấu, người Nhật tổ chức tiệc rượu mời Hoắc võ sư. Không ngờ Hoắc Nguyên Giáp bị ai đó lẻn đầu độc, ho khạc tại bàn và tử vong vài ngày sau đó, hưởng dương 42 tuổi. Sau khi Hoắc Nguyên Giáp tạ thế, các đệ tử của Tinh Võ Môn khi đó và các nhân sĩ ái quốc trong giới võ thuật đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm long trọng cho ông, tặng ông câu đối, xả thân vì chính nghĩa rồi mai táng ông tại vùng ngoại ô phía bắc của Thượng Hải. Số 4 đó là Hoàng Phi Hồng. Hoàng Phi Hồng là con trai của Hoàng Kỳ Anh, một cao thủ trong thập hổ Quảng Đông. Từ năm lên 6, Hoàng Phi Hồng đã theo cha học võ và mãi võ kiếm tiền, lĩnh hội đầy đủ công phu gia truyền. Hoàng Phi Hồng năm 6 tuổi đã theo cha học võ, 13 tuổi cùng cha biểu diễn võ thuật ngoài phố kiếm tiền và nhận được công phu gia truyền. Rồi sau này đã được học thêm nhiều bí quyết võ công. Hoàng Phi Hồng theo cha đến phòng thiết quán ở Lạc Thiên Sơn, Quảng Đông để thu nhận đồ đệ truyền thụ võ thuật. Sau khi Hoàng Kỳ Anh qua đời, Hoàng Phi Hồng nối nghiệp cha trở thành một võ sư. Ông là vị thầy dạy võ trẻ nhất trong giới võ lâm của phương Nam thời bấy giờ. Vì rất thành thạo các tư thế võ hổ nên mọi người thường gọi ông là Hổ Si. Ông được Đô đốc Ngô Toàn Mỹ, thủ lĩnh quân Hắc Kỳ Lưu Vĩnh Phúc mời huấn luyện võ thuật cho quân đội. Trong suốt 10 năm tung hoành giang hồ, Hoàng Phi Hồng đã đánh hàng trăm trận chiến, lập nhiều chiến công hiển hách. Với các đệ tử của mình, ông luôn dặn dò lấy võ đức làm trọng. Ngoài tinh thần thượng võ, Hoàng Phi Hồng là một người rất yêu nước. Khi còn sống, ông luôn phát huy quốc túy của dân tộc, kêu gọi chính nghĩa, đề cao sự dũng cảm, bênh vực kẻ yếu, cứu nhân độ thế. Ông đã lưu lại rất nhiều câu chuyện để đời ở trong giới võ lâm. Số 3 đó là Trương Tam Phong. Theo ghi nhận của Cổ Thư Trung Hoa, Trương Tam Phong là một người có hình dung cổ quái, tóc dài, râu rậm, mặt đỏ, môi thắm, ăn khỏe như cọp, đi nhanh như gió. Được biết là Trương Tam Phong có khi 3 đến 5 ngày mới ăn một bữa cơm, có thời gian 2 đến 3 tháng mới ăn cơm một lần. Khi tinh thần thoải mái, ông thường chu du trên núi, lúc mệt ông nằm ngả lưng trên mây tuyết, có khi một ngày đi ngàn dặm, con người kỳ dị, cảm giác như người ở chốn thần tiên. Ông từng một mình đi đánh bại cả một nhóm đạo tặc hơn 100 tên. Năm thứ 24 Hồng Vũ, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương dặn dò sứ giả, nếu thấy Trương Huyền Huyền thì hãy mời về, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được Trương Tam Phong. Theo các nguồn sử liệu, Trương Tam Phong còn sáng tạo ra một bộ môn võ học có tên là Cửu Tiêu Chân Kinh trước khi sáng tạo ra Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm. Cửu Tiêu Chân Kinh gồm có 9 chương tu luyện nội công để hóa giải các thế đánh của đối phương và phản đòn, sức mạnh được sánh ngang với Dịch Cân Kinh. Ông từng xuất hiện trong các bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ và Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung và được đánh giá là một trong những đại cao thủ võ lâm trong thế giới võ hiệp Kim Dung. Lý Tĩnh Chi thời Minh Vũ Tông kể rằng vào giữa những năm Chính Đức, từ 1506 đến 1521, ông vào núi Võ Đang thì gặp Trương Tam Phong. Nếu đúng như vậy thì tính ra lúc đó Trương Tam Phong đã 250 cho đến 260 tuổi rồi. Thứ hai đó là Nhạc Phi. Nhạc Phi là một người sinh ra ở Hồ Bắc.
Theo thang âm huyện trí, khi chưa trưởng thành, Nhạc Phi đã có thể nâng được cây cung nặng 150 cân, có thể kéo được chiếc nỏ nặng 440 cân. Nhạc Phi võ thuật cao cường, không thua kém các sư phụ của mình như là danh sư Chu Đồng về bắn cung, Trần Quảng về đao thương và quyền thuật. Chỉ trong thời gian ngắn, Nhạc Phi đạt được đỉnh cao về kỹ thuật đao thương và quyền thuật, trở thành một người không ai địch nổi ở trong huyện. Có thể nói những câu chuyện về Quan Vũ và Trương Phi được lưu truyền trong dân gian đã có ảnh hưởng sâu sắc đến niềm đam mê võ thuật của Nhạc Phi ngay từ thời niên thiếu. Ông mơ ước sau này có thể trở thành một nhân vật anh hùng tinh thông võ nghệ, lập công cho đất nước như Quan Vũ và Trương Phi. Mãi đến khi tòng quân ra trận, ông vẫn luôn coi Quan Vũ và Trương Phi như những hình mẫu của mình. Nhạc Phi giỏi đánh trận, dù là tướng quân nhưng ông luôn lĩnh ấn tiên phong đi đầu hàng ngũ từ Bắc vào Nam. Nhạc Phi đã kinh qua không biết là bao nhiêu trận chiến. Một tác phẩm có tên là Ngũ Nhạc từ Minh Ký đã viết như thế này: "Ta đến từ phía Bắc sông khởi nghiệp ở Đài Châu, từng tham gia hơn 200 trận chiến. Có lần, dù được quân lính và các tướng ngăn cản, Nhạc Phi vẫn lao một mình truy đuổi địch và hạ sát thành công tướng lĩnh quan trọng của quân Kim. Nhưng đây cũng là trận chiến cuối cùng của ông. Sau khi trở về từ chiến trường đánh Kim, Nhạc Phi đã bị gian thần Tần Cối vu vạ, quy tội mưu phản. Ông kết thúc cuộc đời trung quân ái quốc ở tuổi 39. Trong suốt 800 năm kể từ sau thời Nam Tống, không một nhân vật lịch sử nào được sùng bái và ái mộ nhiều ở tầng lớp nhân sĩ như Nhạc Phi. Trong lịch sử Trung Quốc, có rất nhiều người có tài võ thuật nổi tiếng như Nhạc Phi. Tại sao lại phong cho Nhạc Phi là võ thánh? Có lẽ là bởi họ đánh giá cao phẩm giá cũng như tài năng võ lược, đại trí đại dũng của ông. Và ở vị trí số 1, đó là Hoa Đà. Những cái tên ở trên thì chắc chắn là ai cũng biết, nhưng mà điều khó hiểu nhất tại sao Hoa Đà, một danh y lừng lẫy lại đứng đầu ở trong danh sách này. Ông đã sáng tạo ra ngũ cẩm hí, được coi là môn võ thuật sớm nhất ở Trung Quốc. Do vậy cũng có người gọi ông là người sáng lập ra võ thuật Trung Quốc. Võ thuật Trung Quốc thì rất là coi trọng nội công. Không có nội công tích lũy thì động tác võ thuật chỉ là màn trình diễn đẹp mắt mà thôi. Khỏi phải nói, ngũ cẩm hí chính là sự khởi đầu của nội công. Và đó cũng là công pháp tu nội sớm nhất. Không những vậy, dựa trên ngũ cẩm hí, người ta đã phát triển thành rất nhiều môn phái võ thuật khác nhau. Do vậy xem ra, việc xếp Hoa Đà vào hàng đầu trong các cao thủ võ lâm thì cũng không có gì khó hiểu. Hoa Đà cả đời có rất nhiều đệ tử, trong đó có Phàn A ở Bành Thành, Ngô Phổ ở Quảng Lăng và Lý Đương Chi ở Tây An đều là những người nổi danh. Các tác phẩm của Ngô Phổ cũng rất là nổi tiếng. Ngô Phổ, người hiện Quảng Lăng, muốn học y thuật từ Hoa Đà, và nhờ vào sự dạy bảo của Hoa Đà, ông không những có y thuật cao thông còn sống đến bách niên giai lão mà tai không lãng, mắt không mờ, tóc không bạc, răng không rụng. Cuốn sách chính sử đầu tiên ghi chép về ngũ cẩm hí là sách Hậu Hán Thư và Tam Quốc Chí. Rõ ràng Hoa Đà chiếm một vị trí rất đặc biệt với võ thuật Trung Hoa. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn ấn tượng về ai? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.